Xin chào các bạn nhá. Như vậy là gia đình nhà mình đến một cái quán gọi là chuyên Báo bán à? thịt nướng, Bán à thịt. thịt. Kia, đây là bán buôn bán thịt rất là rẻ. Thịt bò, thịt lợn tất cả các loại. Ở đây thì có rất nhiều loại thịt mà mình cần không? Gia đình mình cần. Thì hôm nay là vợ chồng mình sẽ đi vào đây mua thịt xem là giá thành nó có rẻ, có đắt hay không nhá. Bạn hãy theo dõi mình. Mưa nó bẩn, mưa mưa biết thế ra là đâu. Mình đến đây mua thịt lợn này. Cái này chỉ có 79 mà cái này là mình có nhưng mà đặt trong lợn nó đúng đúng không phải đâu, phải không phải à đó sweet à cái này sweet là sao sweet này nhập này à nguồn thu nhập khẩu. Cái kia có hai, cái này có hai lạng mấy, một cái ba lạng mà rẻ đấy, cái ba lạng rẻ đấy, cái hai lạng mấy 10.000 và 200.000 thì chữ lòng già nhé. Ở trên đây thì có là như là lòng bò các bạn, lòng bò thì 15.000 là 400 gần năm đấy, còn lòng non bò thì 16.000, 16.000 còn 300.000 Việt Nam. Ở đây bán đầu lợn này, cả đầu lợn có cả trong đó cả lưỡi luôn đấy, là 18.000 bằng 400.000 Việt Nam. Đây vào mình thêm lòng mua cái lòng này là hàng này là hàng của Hàn Quốc nhé, của hàng nhập khẩu các bạn. Đây thịt bò nhé, thịt bò này thịt bò Mỹ, thịt bò Mỹ là 17.000 một cái miếng về nướng, 17.000 thì vào 300.000. Cái có thịt ấy thì ngon đây, đây đây thịt này ngon này. Đây là thịt, thịt này thịt ba chỉ vụn các bạn, ba chỉ vụn 10.000 một cái miếng này. Đây là ba chỉ vụn, đó là cái ba chỉ vụn, cũng là cái bên dưới thịt vụn rất là ngon, mua về nó thật là không á, mua lại mua lấy miếng này. Ở đây bên Hàn Quốc ấy, thịt ba chỉ rất đắt đấy, một miếng này là có nửa lạng nữa, nửa lạng 13.000, tổng khoảng độ là gần 300.000 đây. Đây miếng này bao nhiêu lạng? Miếng này 5 lạng, 5 lạng đó. Cái tí là năm nặng là hai nặng hết đi à, rồi rầy như này năm nặng bằng 200.000 Việt Nam. Thịt ba chỉ thái sẵn này thì nó là khó lắm, nó là 200 bằng 500.000 gram chỗ đấy sao thật. Đây, miếng thịt cổ đây, thịt cổ này là 18.000 này, giảm giá 18.000. Nói chung là cứ mua ở đây và thịt nướng này mọi thứ tầm 5 lạng trở ra thì tầm khoảng độ là nó rơi vào tầm 300.000. 5 lạng. Đây là sườn nhé. Sườn đây là 26.000 này, 34.000 này. 34.000 là 1 cân 4 các bạn. 1 cân 4 nó rơi vào là 600.000 trở ra các bạn. Bên đây đó, bên đây là thịt gì, thịt cổ à, bốc san à, 5 lạng đây thì thịt này nó chỉ có 200.000 thôi, 200.000 cũng đáng ngon, những cái trong đó kia đó đó đó.
Đây là thịt thịt ba chỉ người ta thái mỏng. Tất cả tầm 10.000. Nó rơi vào tầm 400 gram. 400 gram bún lại. Khoảng 200.000 để làm. Cái thịt này con trai mình nó thích. Đó, con để con cao đây. Được đi. Cho con trai ít xong. Mexico. Thịt của Mexico. Mexico mới làm Mỹ. Tám nghìn 400 gram bằng 150. Đây mua loại đây là hàng Canada này, Hàn Quốc này, hàng Mexico này. Còn đây là các bạn này, đây là những cái hàng gọi là như là thịt bò, xương bò này. Đây, xương bò là 15.000 chỗ xương bò của Linh để nấu phở được này. Còn đây là rau nhá, hôm nay mình quay rau sống các bạn xem. Đây một chỗ rau sống này nó tầm khoảng 1 lạng 7 gần 2 lạng. Là 1.300, 1.300 nó tương đương là bao nhiêu? 1 lạng 7 thì nó tương đương là bằng 20.000. 20.000, hơn 20.000 từ Việt Nam. Đây là tất cả một chỗ rau sống này. Cái nhỏ nhỏ là hơn 20.000 từ Việt Nam đấy. Đây nấm này là nấm đùi gà, bao tiền đấy? 2.000 túi rồi. 2.500 túi bằng 50.000 một túi này. Một túi nấm đùi gà này các bạn. Nấm này là nấm kim châm. Kim châm này thì 1.800 túi à. Đây là có bán hai củ hành các bạn. Hai củ hành tây mà nó rơi vào 1.800. 1.800 là hai củ hành tây này là nó rơi vào là tầm khoảng độ là 25.000 Việt Nam. Đây như vậy là mình đã mua đồ các bạn ạ. Đây là mua hết 83.000. 83.660 won. 83.000 thì nó tương đương với hơn 1 triệu Việt Nam nhé. 1.500.000 Việt Nam này. Đi mua đồ một tí là 1.500.000 Việt Nam ấy. Đấy các bạn biết rồi. Là ở bên Hàn Quốc này ấy, thì rất là tiêu mọi thứ rất là đắt đỏ, mình chỉ không gọi là tiết kiệm một chút, không gọi là cố gắng gọi là tiêu ít một chút ấy, thì nó lên rất nhiều. 83.000 đây không, chỉ mua rất đơn giản là 83.000 là 1.500.000 Việt Nam. Để xem 1.500.000 Việt Nam có gồm cái gì nhá. Đây này, 13.000 này. Đấy, 13.000 thì các bạn cứ nhân lên 20 cho mình cho nhanh. Đấy. Là một cái chỗ thịt mỏng mỏng như này là 13.000. 13.000 này. Hôm nay thì mình bởi vì là vợ mình thích ăn thịt nướng, cho nên là mình mua cái này. Một ít thịt vịt này 15.000. Bằng 300.000 Việt Nam. 300.000 Việt Nam. Đó. Một chỗ thịt vịt thôi. Đây này. Cái thịt này, miếng thịt này thịt như kiểu là thịt ba chỉ, thịt mình thích ăn cái loại thịt như kiểu là nó là thịt lạc ở phần ba chỉ vụn đấy, người ta cắt ra 10.000 bằng 200.000. Cái này thịt nướng nhá, hôm nay sẽ ăn nướng cùng cái này ba thứ nướng này là đây là bằng 200.000, là có 5 lạng nhá, 5 lạng là 200.000. Thì mình mua thêm một cái gọi là cái chai gọi là người ta lúng với sườn, các loại sườn trước ấy, thì mình mua chai này 5.000 các bạn. 5.000 thịt nướng thì phải có lấm không, thì 2.500 chỗ này bằng tương đương với gần 50.000 Việt Nam.
Đây lại một cái món thịt ba chỉ đó. Thịt này thịt ba chỉ người ta cắt sẵn này. Cái này là 5 lạng. 5 lạng 3. Nó là 10.000 bằng 200.000 tiền Việt Nam nhé. 200.000 tiền Việt Nam. Đây chỉ còn ra mua ít thịt đã là 200.000 rồi. Biết ở nhà ba chỉ thì cũng biết bao nhiêu. Mọi thứ bao nhiêu. Thì cũng biết ở Việt Nam có đắt không. Nhưng ở bên đây là chỉ cứ tổng của 5 lạng. Tính bình quân 5 lạng tầm của độ là nó rơi vào tầm 200 cũng ạ. 200.000 tiền Việt Nam. Còn đây là cái chỗ lòng. Lòng này là lòng khấu đuôi các bạn. Khấu đuôi bán đây là cũng gần 200.000 Việt Nam mà cái này có 2 lạng 2 các bạn. 2 lạng 2. Đây là tất cả cái số lúc nãy mình mua. Đó. 10 này, 20 này, 30 này, 40 này. Rồi 50 này, 60 này, 70 này. 75 80 đúng rồi. Đúng cái số tiền mình 83.000. 83.000 ở đây là người ta cộng thêm tiền thuế các bạn. Là 7.000 nữa. Thì bằng hơn 100.000 tiền thuế các bạn. Không phải đơn giản. Đấy, thực ra là cái số tiền mình chỉ mua hết 70.000 thôi. 75.000 thôi. Cộng vào tiền thuế hai loại thuế, một thuế là 7.182.000 và một thuế là 718.000. Hai tiền thuế này vào là tổng cộng là 83.000. Đó. Ở bên Hàn này thì mọi thứ chi tiêu thì rất đắt đỏ. Thuế người ta đánh rất là đắt. Tất cả các mặt hàng. Nếu mình mua vào thì người ta sẽ phải đánh thuế không? Bởi vậy là an sinh xã hội bên Hàn rất là cao. Là vì thế, bởi vì là đi làm cái gì cũng tiền thuế, người đi làm ở công ty đóng thuế nọ thuế kia rất là nhiều, mất rất nhiều tiền thuế các bạn. Đấy, chủ yếu đóng thuế không ấy. Đấy nha. Thì bây giờ là chỗ này là mình đã chuẩn bị ăn thịt nướng các bạn. Đây, như vậy là mình đã chuẩn bị được cái món thịt nướng cho ngày hôm nay. Để mà có một bữa thịt nướng như thế này thì mình xem mình mất hết bao tiền nhé các bạn nhé. Đây là 10.000 này, 21.000 này, gọi là 22.000 cộng với này và 22.000. 22.000 là 35.900. 35.900. 13.000 nữa là 45.000, 50.000. 200. 5.000 như đấy là cái này là bao nhiêu nhỉ? Cái này là 10.000 là 65.900. Rồi cái này 2.000 rưỡi nữa là tầm khoảng độ 70.000. Đó, trừ tất cả các cái đồ như là rau sống này, đấy, mua này. Đấy, và đây nữa, đây là cái món canh tương của mình. Mình nấu để ăn cùng với thịt nướng các bạn, mình nấu để canh này rất là ngon các bạn. Đậm đà vị. Đấy thì để mà ở bên Hàn Quốc này mà muốn chi tiêu mà ăn một bữa gọi là cải thiện một bữa như là từ bữa ngày hôm nay như nhà mình ăn ấy thì nó cũng rơi vào tầm khoảng độ là 80.000 gì đó, tầm 80.000 thì bằng hơn 1.600.000 tiền Việt Nam, bằng 1.600.000 tiền Việt Nam các bạn. Đó, đó là một bữa nhá, rất đơn giản. Thế cho nên là nhiều bạn cứ bảo là đi sang Hàn mà làm việc tháng 50 triệu, 60 triệu một tháng mà không có nhìn tiền đâu. Đấy, mình quay thực tế cho mọi người hiểu rằng là nếu như mà ở bên này ăn uống cân tiết kiệm thì nó nhanh hết lắm. Cái một lương tháng của mình lấy cái tầm 2,5 triệu, 3 triệu như thế thì chỉ cần tiêu cái gần cái vèo phát là hết ngay. Nhưng mà đây chưa nói là từ anh em tụ tập ăn uống này họ thứ đó. Đấy, rồi mình quay cụ thể cho các bạn để các bạn hiểu là tại sao mà sang Hàn là nhiều người để ra tiền và nhiều người lại không để ra tiền là vì thế nhá. Đấy. Đấy, đây là một bữa ăn rất là đơn giản. Theo mình nghĩ là ở Việt Nam nhìn này rất đơn giản. Nhưng đây là một bữa thịt nướng ở bên Hàn. Thì nó là món cải thiện của gia đình nhà mình. Bởi vì cũng lâu lâu không ăn bữa thịt nướng thành ra là hôm nay mua nhiều đồ về ăn. Tất nhiên là ăn không thể hết từ đây cả. trong cái trọng lượng các bạn biết này, 5 lạng này. 5 lạng 1 ký này. 1 ký đây là 400 gram nữa là ký rưỡi này. Gọi ký rưỡi đây. Đây là 2 ký này. Cái chỗ này nữa là 5 lạng nữa là 2 ký rưỡi các bạn. 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi chỗ này thì chắc chắn là ăn sẽ không hết được, nhưng mà đại loại là mua về thì cứ phải như thế này các bạn. Đấy, ăn hết thì mình lại cất đi, mình nấu món khác. Đấy, cho nên là nhiều bạn cứ nghĩ rằng là sang bên Hàn Quốc này làm việc lương tháng 50-60 triệu thì chắc chắn là sẽ để ra rất nhiều. Ở bên đây thì nói chung là ăn uống nếu là tiết kiệm thì
cũng nhanh hết các bạn. Đấy. Thì là mình sẽ không đủ tiết kiệm được bao nhiêu nữa. Đây, con dai mình đây, ngủ dai. Con đây. Cái màn này, cái màn này nhé. Cái màn này con tháo xuống để cho mẹ giặt giặt. Ui. Ui, cái gì ui? Sao nhiều thế? Nó nóng thôi. Thì đứa cũng thích. Con ra con tháo cái màn xuống để cho vất mới giặt, thì mai mẹ ở nhà mẹ giặt. Cho sạch sẽ. Bởi vì đây này. Cái màn này này, cái màn này ở bình thường ở đây này. Nó như kiểu nó bị bạc, bị kiểu sao mốc trắng này. Con ở bẩn. Không phải ở bẩn đâu. Nhưng đây là cái bên ngoài này thì mùa đông thì nó sẽ lạnh vào trong cái hấp cái hơi vào cái kính này. Thế thành ra là cái màn này ấy, thì nó sẽ bị hấp hơi, thành ra là nó ướt, ẩm ướt. Thì nó sẽ bị bốc như này. Nó còn tháo cẩn thận nhé. Kiếp nhỉ. Con trai mình bảo là hỏi mà tại sao bốc là con đào bẩn đấy, kia ta đi đâu độ bẩn thế. Con tháo cả cái cây, nhấc cây xuống, nó nhấc lên nó tuột ra đó. Ồ, ok, đổ rồi, rất đơn giản đúng không? Một tí mất may giặt cho mẹ giặt. Con sang kia còn nhấc ra phát, cẩn thận nó bị hỏng tuột. Cái gì? Nhấc ra được. Đấy, kê đấy là xong. Ok. Vứt vào máy giặt. Vứt luôn trong máy giặt đấy. Mai mẹ ở nhà mẹ tranh thủ mẹ giặt. Đó. Wow. Xong. Xong. Bây giờ ngó ngó thế, đồ ăn là ngó ngó chứ thật. Ở đây vợ mình đang phơi quần áo đây. Phơi quần áo. Đó. Đang phơi quần áo. Đây là một ngày chủ nhật của gia đình nhà mình nhé, ở bên Hàn Quốc này. Đấy, để quay thực tế cho các bạn hiểu được là cái cuộc sống nó như nào. Đấy, để nắm rõ được cái công việc cũng như là gọi là ăn uống chi tiêu vào ngày chủ nhật như thế nào, đúng không? Đúng không? Vâng. Rồi. Còn hai thằng này đang ngồi trong xó. Xó là suốt ngày ngồi trong đây xem tivi. Bây giờ chỉ cần nói một câu phát là lập tức là thằng này nó quát ra ngay. Bảo thúi. Bảo thúi. Sao chưa? Hiểu chưa? Bảo thúi. Bảo thơm. Bảo thơm. Thơm chưa? Thơm chưa? Dạ, nhìn mặt đầy như thế. Đấy chưa? Nhìn mặt được gớm rồi. Không hiểu thơm mà từ bao giờ ấy. Không ai nói. Không ai bảo là... Thơm mới thối mà cũng không biết nó không được từ thối. Thối có nghĩa là không tốt. Chết rồi đấy. Như vậy là chuẩn bị lên bếp rồi các bạn. Ăn thôi. Thịt nướng. Ok. Đứng cái gì trước, cho này trước đây, nòng trước. Cái món nòng này thì vợ mình rất thích ăn, con khấu đuôi. Khấu đuôi. Hôm nay là bữa thịt nướng này là cũng ăn là cũng do bà bầu các bạn. Bà bầu thích ăn thịt nướng, cho nên là ăn thịt nướng thôi các bạn. Đây là thịt ba chỉ. Ba chỉ của Hàn luôn đấy, tươi ngon. Đúng mỗi thứ tí. Thịt vịt. Mình biết thịt vịt ngon chưa? Nhìn, tuyệt vời ngon không? Ngon tuyệt vời luôn đó. Cho thịt vịt đây. Rồi. Và đây là kim chi các bạn nhé. Kim chi mình để cả miếng này
ăn xong là cắt luôn thẻ. Đó, các bạn nhìn đây là một bữa thịt nướng rất đơn giản thôi. Thịt này cũng phải mua thịt tươi, thịt mọi khi ăn ấy là thịt không tươi mà nó người ta luộc rồi, nó làm sẵn rồi nó không ngon. Thịt tươi mới ngon tuyệt vời. Bà nó chặt chịu vài lắm đấy. Hôm nay con đi học gì nhỉ? Trường con nhớ ra hát. Toàn hát đây. Con này á, có bỏ ông thầy đấy. Ông ơi, cứ thầy vung xong đi con bỏ. Hát đi, nhảy bác, nhảy bác. Nhưng mà con thầy nhảy, thế mãi xong con như nó mất thầy nhảy. Có đông người không? Không có. Ăn bằng này nó lóc nước thì nó bắn đau chút. Sang bên Hàn này mình đi làm tuy là nhiều tiền nhưng mà mình không chỉ cần ít xếp một chút thôi thì cả tháng lương là có thể là bay ngay các bạn. Nhiều người cứ bảo là ở Việt Nam thì ăn tiêu tốn nhưng mà thực ra Việt Nam cũng tốn nhưng mà bên Hàn này cũng vậy, ở đâu cũng thế thôi. Nói chung là ăn tiêu mà không tiết kiệm thì nhanh hết lắm. Đây nhá, đây là cái tương ớt của bên Hàn này nhá. Đó, cái loại tương này ấy. Bên Hàn này có loại tương này rất là ngon các bạn. Đấy. Nó là cái tương nhưng mà người ta trộn thêm cái ớt vào thành ra cái món ăn này để chống thịt. Bên Hàn này là kiểu gì ăn thịt nướng là kiểu gì phải có cái món này các bạn. Cái món tương ớt để chống. Đây gọi là cốt chu trang không? Cái gì? Sam trang. Ừ. Ừ. Tìm máu ăn được. Cho ăn cái gì nó ăn được. Con đang bảo là tôi muốn rán luôn một phần những thịt mỏng cơ bỏ ăn muốn nướng rán này. Thế là tí ăn sau. Hôm nay bắt ăn. Nó sắp lại cắt rồi đấy. Hết rồi ra lại thay. Món này gọi là món gì? Món lòng thối mà món không nuôi. Nóng. Đi xa ra. Ăn này vào cái chỗ giữa này được rồi.
ăn được không? Ăn nha. À, như vậy là đã xong rồi. Mời các bạn dùng bữa với gia đình mình. Dùng thịt nướng với gia đình mình. Đó. Rồi gói vào cái này. Làm miếng kim chi. Đây, một miếng sam chang. Hơi nhiều thứ. Mời cả nhà nhé. Quá tuyệt vời. Ngon không? Ngon không? Món này là thịt lợn của Hàn thì nó ngon hơn đấy. Và thịt lợn mà nhập khẩu từ Mỹ hay là ở đâu các nơi. Ăn được rồi, chín rồi. Có kim chi chua nó vừa tới rất là ngon. Không đúng kiểu. Không mua lắm được. Nó nhiều đắt quá không mua.